Доброе утро. Хорошо, спасибо. Хорошо, я говорю доброе утро. Так, хорошо, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cách 4 với các danh từ chỉ động vật. Bây giờ chúng ta không nhìn bảng biến đổi nhé. Chúng ta thử nhớ lại xem có nhớ được không nào. Các danh từ giống đực ở cách 4 chỉ động vật biến đổi như thế nào? Có đuôi gì nào? Giống đực có đuôi gì? Nó. Nhớ Chỉ nào. động vật. Nào, quên rồi đấy. Giống được Nào. có đuôi A và IA. A và gì nào? IA, Ya IA, đấy. IA. A và ya, хорошо, ya. A và a đấy. Giống chung có đuôi gì nào? Giống chung không Không có. có. Không biến đổi đấy. Được rồi. Giống chung không biến đổi. Giống cái có đuôi gì nào? Đuôi Đuôi U, iu đuôi u. và giống mềm. Đuôi u này. Đuôi u. Iu. Và gì nào? Giống Giống mềm. mềm Giống giữ mềm. nguyên, giống mềm giữ nguyên đấy. Giống mềm giữ nguyên đấy. Giữ nguyên và tạo đấy. Đó, số nhiều của những dạng đuôi gì nào? Số nhiều có Số nhiều đuôi có đuôi nó ôm ôm ốp, và nhớ nhé, ôm ốp if yep nhớ thế nào đấy. yeah Mình cứ học mà nhớ thôi, chứ không, mình không cần nhìn, không cần nhìn bảng, cố gắng nhớ. Bởi vì cái này nó phải là nhớ một cách máy móc như nào đấy. vâng Ốp yep mẹ. đấy Đuôi gì nữa? Ốp yep yay yay, mình cái này có bốn dạng đuôi: ốp yep yay và đuôi gì, đuôi số 0 đấy. Đó, thấy chưa? Đó, nhớ là như vậy nhé. Ở trên nào đấy, số nó tạc. Đó, thấy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem tính từ có những dạng đuôi gì nào. Tính từ nào, có bây giờ chúng đuôi ta sẽ cho những cái này đuôi màu đỏ nhé. Tính từ những dạng đuôi gì có nhớ không nào? Phải nhớ được, phải nhớ được đấy, nhớ được thuộc lòng vanh vách luôn đấy đấy. Đó, nếu mà chưa nhớ được thì phải bắt, phải học, bắt cái đầu mình nó phải nhớ. Tính từ giống được có đuôi ovo vô và và đuôi, có đuôi evo thì có đuôi evo đấy, nhớ evo chưa nào. Mà cái đuôi evo này chính là đuôi của đại từ sở hữu luôn sau này nhé. Giống chung thì nó không biến đổi rồi đấy, đúng không nào đấy. Đó, thế và giống cái có đuôi gì nào? đuôi uyu Uyu nhớ đấy, uyu và đuôi yuyu nhớ đấy. Hoặc tạp quật. Và số nhiều có đuôi gì nào? đuôi Hai dạng đuôi thôi. ư khờ y khờ Nhớ nhớ cái đuôi của tính từ đó là đuôi ư thì thành đuôi ư đấy. Đuôi gì nào? y Đuôi y thì thành đuôi y đó, thế thôi, có gì đâu mà khó đấy. Хорошо, bây giờ chúng ta xem đại từ nhân xưng nào. Các đại từ nhân xưng cách 4 nào, đọc quanh vách luôn nào. Nó, các đại từ nhân xưng ở cách 4 có nhớ đại từ nhân xưng là gì không? Quên rồi đấy, đó là mì nhá, đó Minya chi bé đấy. Evo Đây chúng ta sẽ đọc luôn bốn cái đại từ biến đổi nào. Đây là mì nhá, mì nhá đấy, chi bé. Thế rồi sau đó là nas, vas và cái ivo, iyo và ít cho cùng với nhau đấy ở dưới nhé, đúng không? Thế là dễ quản lý, đúng không nào? Đấy, số đấy, vô đây là bốn đại từ, các đại từ nhân xưng của chúng ta đây đấy. Хорошо, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem đại từ sở hữu nào. Các đại từ sở hữu giống được sẽ là gì nào? Nó mười giống được nào. mày mày vô Mai vô là có đôi vô mà đấy. Vai vai vô vô đấy, nas ná vô shaver có và xe vô shaver đấy. Đó, thế là đây là giống, giống gì đây? được Đây là giống đực. Thế bây giờ thầy hỏi bất chợt này, giống chung là gì? giống Giống đực với giống chung, giống chung là gì nào? Không nhớ đâu, không nhớ, đúng không nào đấy. Hoàn toàn mông lung luôn, đúng không nào đấy. Và chúng ta thấy rằng đại từ sở hữu giống chung mà đi với danh từ giống chung, nếu giống chung nó không biến đổi thì đại từ sở hữu nó cũng không biến đổi, có phải không đấy. Mà giống chung không biến đổi thì nó là gì nào? Nó Mayo, là mayo, Mayo, đấy, Vasya, tevayo. Thế rồi là ná xe và Vasya, xe như nào đấy, đúng không? Bởi vì sao, nó là không biến đổi, đúng không nào? Chúng ta để tí nữa chúng ta sẽ thay màu nó đi nhé. Bây giờ chúng ta xem giống cái nào. Giống cái ở cách 4 là gì? Mai, mai Mayo, yu, tevai Vayu, yu, yeah đấy. Ná Nasu, su và vá su, Su. yeah đấy. Chúng ta xem số nhiều nào. Số nhiều là gì nào? Mai, Mai ich. đây này, những cái đuôi số 2 này này đấy. Mai ich, yeah đấy. Ich. Tevai
Bây Ná Ná Sì Và vá Sì Đấy, đồng ý không? Đấy. À, thì bây giờ như vậy cái này chúng ta nó không biến đổi thì chúng ta thay nó đi. À, thay thành cái màu này. Nó mờ mờ nhạt nhạt thế thôi. Đấy, đấy, chúng ta hiểu rằng là như vậy là cái này tại sao nó màu này? Bởi vì nó không biến đổi. Được chưa? Đấy, tạm vật. Đồng ý chưa? Хорошо. Đấy. À, thế vậy thì đến đây chúng ta đã cùng nhau xem đó là đuôi từ loại cách 4 đấy, đấy. À, chúng ta sẽ ghi đây là đuôi từ loại đấy. À, đuôi từ loại cách 4 chỉ động vật nhé, chỉ động vật thì nó biến đổi đúng không nào đấy. Thế còn chỉ bất động vật thì sao? Không có giống được đấy thôi, giống được giống chung số nhiều giữ nguyên, giống được giống chung số nhiều giữ nguyên. À đúng không, số nhiều cũng vẫn là những cái hoa thị thôi là giữ nguyên. Thế còn giống cái thì biến đổi đúng giống hệt như này, tính từ cũng vậy, giống đục giống được giống chung số nhiều giữ nguyên, giống cái y như này đấy, đó có phải không nào đấy. À thế vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem xong đó là cái cách chúng ta ôn tập cách 4 đấy, bảng ôn tập cách 4 đấy, nhất trí chưa? À đó. À bây giờ trước khi chuyển sang phần từ mới chúng ta cùng ôn lại từ vựng một chút nào. À bây giờ thầy sẽ đọc tiếng Nga, em nói tiếng Việt xem có nhớ không nào. Profesia. À nghề nghiệp. Nghề nghiệp. Đấy, кто ты по профессии? Nghề của bạn là gì? Cậu làm nghề gì? Я по профессии. Nghề của tôi là. Aha, врач. Bác sĩ. Aha, инженер. Kỹ sư. Aha, переводчик. Phiên dịch đấy. Переводчик phiên dịch nhé. Git. Hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên du lịch. Jurist. Luật sư. Aha, учитель. Thầy giáo. Aha, секретарь. Thư ký đấy. Thư ký. Thư ký nhé. Journalist. Nhà báo. À nhà báo. Kiên quyết không xem bài ghi nhé, không xem vở ghi nhé. À chúng ta đọc như này chúng ta sẽ kích hoạt cái bộ não bắt buộc nó phải làm việc như thế nào đấy. Economist. Nhà kinh tế. Kinh tế. Businessman. Thương gia. Продавец. Người bán hàng. Повар. Bác sĩ. Официант. Bồi bàn. Официантка. Так вот хорошо. À bây giờ chúng ta sẽ che cái phần tiếng Nga. Chúng ta nói lại một phần tiếng Việt xem sao nào. Nó. Nghe nghe vào gì nào. Nó. Nó. Có nhớ? Alo. Đâu rồi? Nghe nghe rồi gì? Nhất. Chạy đâu rồi? Phần 2 của chúng ta nào. Почтальон. Nó. Là ai đây? Почтальон là ai nào? Shipper. À, почтальон là nhân viên bưu điện nhé. Хорошо. Đấy. Vâng. À, так вот, хорошо. À, đó tiếp theo nào. Ông đại sứ. Посол, đại sứ đấy. Университет. Trường đại học. Institute. Cũng là trường đại học hoặc học viện nào đó đấy. Ví dụ học viện tài chính, ngân hàng của chúng ta gọi là institute đúng không? Đấy. Nó không gọi là university, nó gọi là institute đúng không? Đấy. Школа. Trường phổ thông. Больница. Bệnh viện. Фирма. Công ty. Банк. Nhà băng. Завод. Nhà máy. Почта. Bưu điện. Посольство. Đại sứ quán. Tòa đại sứ đấy, đại sứ quán. Restaurant. Nhà hàng ăn. Magazine. Cửa hàng. Musée. Bảo tàng. Gazette. Gazette. Tờ báo đấy. Tờ báo. Работать. Nơi làm việc. Работать là động từ làm việc nhé. Vâng. Đó là động từ учиться. Nơi học. Là động từ học nhé. À, sau đó thì sau đó thì là em sẽ phải bịt lại như này và em nói lại nghĩa từ. Nhớ đấy. Nói lại nghĩa từ bằng tiếng tiếng Nga nhé. Đúng không? Tự học như thế này nhé. Đã chí chưa? À, ở nhà thầy sẽ gửi cho hình ảnh này xong cứ thế mà tự đọc. Đấy, хорошо. Đấy. Đúng chưa nào? Đấy. Вот так вот. À, хорошо. À, đó, thế vậy thì tương tự như vậy ở đây chúng ta sẽ có phần bài này và cũng có phần che cái phần này đi đấy. Đó, mình phải tự nói được, viết ra được
tự nói được và viết viết ra được. À, tất nhiên là nó trong quá trình, hôm nay chưa nhớ mai lại nhớ lại thôi, có gì đâu nào. Đấy, à, tác vụt, à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia động từ, hai động từ này nào. Động từ rapota chia nào. Dạ. Nhà rapota yu. Nói rap... chia hơn nhận nhuyễn. Cứ nói chia đi. Tu rapota yes. Un rapota yes. Mui rapota yem. Tu rapota echia. Anh rapota yu. Dạ, хорошо. Động từ uchisa nào, nói nào. Uchis. Uchus. Я учусь. Ты учусь. Я. Ты учишься? Он учится? Ну, давай. Ты учусь? Я. Он учится? Ты учишься? Мы учимся. Мы учимся. Мы учимся. Мы учимся. Chúng ta đọc cẩn thận nào. Chúng ta đọc cẩn thận. Они учатся. Nào. Em cần phải đọc lại nè, đọc lại cho thầy nhé, đọc phát âm rất đúng nhé, chúng ta không thể đọc cầu thả được nhé. Ừ, chúng ta nói tiếng Nga rất là chuẩn, hơn nữa là em lại gọi là sau này cũng có là nhân vật quan trọng thì là coi như là phải, phải nói tiếng Nga nó phải gãy gọn rõ ràng đấy. Mà nói nào, ya uchus, ya uchus, nói nào, đâu rồi, ôi trời, lại tắt rồi. À, đây là ôn lại phải nói rất nhuyễn nhuyễn nhé. À đã, nói tiếp nào. Где ты учишься? Нói lại nào. Я учусь. Я учусь в университете. В университете. А, я учусь в университете. А где учится твоя сестра? Она учится. Учится в школе. В школе. Она учится в школе. Хорошо? À, bây giờ chúng ta sẽ đọc những cụm từ với lại giấy từ vờ nào. В школе. В школе. В университете. В университете. В университете. В институте. В институте. Ага. В библиотеке. В институте. В библиотеке. В библиотеке. В библиотеке. Во Вьетнаме. Во Вьетнаме. В Москве. В Москве. На заводе. На заводе. На фабрике. На фабрике. На почте. На почте. На рынке. На рынке. На рынке. Да? На рынке. Так, хорошо. Да? Вот так вот. На рынке. Так вот. À thế vậy thì những cái này là phải đọc nhuần nhuyễn nhé. Phải đọc rất nhiều lần cho nhuần nhuyễn đi. À thầy nói là gì nào? À nếu mà đọc 13 lần, 15 lần thì mới bắt đầu nhuần nhuyễn. Đọc đến 20 lần bắt đầu cô mới có cảm cảm xúc như thế nào đấy. Nó nói в школе, в университете, в институте, в библиотеке, в Вьетнаме, в Москве. Đúng không nào? Đó, đọc như vậy nhé. Đọc có cảm xúc như thế nhé. Muốn đọc có cảm xúc phải đọc 20 lần. À, nếu mà chưa đọc đủ 20 lần thì chưa ăn thua đâu nhé. À, đó là cái tiêu chuẩn mà cho các em dựa vào đó để mà tự đánh giá được cái cách đọc, cách phát âm của mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng đọc đối thoại nào. Chúng ta có đoạn đối thoại nào. Tất cả các đoạn đối thoại cũng phải đọc như vậy nhé. Đều phải đọc, mỗi một đoạn phải đọc 10-15 lần trong một ngày nhé. À, tác bột, chúng ta... À, em đọc cho thầy nào. Đầu tiên em đọc cho thầy nhé. Natasha это мой друг. Natasha это мой друг. Его зовут Иван. Его зовут Иван. Очень приятно, Иван. Очень приятно, Иван. Кто вы по профессии? Кто вы по профессии? Я юрист. Я юрист. Я работаю в банке. Я работаю в банке. А где вы работаете? Где вы? А где вы работаете? Работаете. Я повар. Я повар. Я работаю в ресторане. Я работаю в ресторане. À, thế em thấy rằng là gì? À, đầu tiên chúng ta học từ vựng này. Vậy các từ vựng sau đó được áp dụng vào trong bài đối thoại này. Đấy. À, thế vậy thì muốn đọc các bài đối thoại được thì đầu tiên phải đọc thuộc các từ vựng đi. Đọc nhuần nhuyễn các từ vựng đi. Đấy, ví dụ là в ресторане. А, да? А, так, в банке я юрист, я повар. Tất cả những cái này kiến thức ở trong phần từ vựng như thế nào đấy. Học thuộc từ vựng, nói nhuần nhuyễn từ vựng, nói sang đối thoại. Học thuộc
đối thoại, nói nhuần nhuyễn đối thoại, chúng ta chuyển sang bài bài luyện nói. À, sau khi luyện nói đọc bài đọc xong, bởi vì bài đọc nó sẽ là nội dung của các bài đối thoại. À, chúng ta lại đọc nhuần nhuyễn các bài đối thoại, chúng ta hỏi và trả lời, tức là gì? Chúng ta đã nắm được bài đọc. Họ trả lời rất nhiều lần. Sau đó chúng ta dựa vào cái bài đọc đó kể về bản thân mình theo cái bài đọc. Em chưa? Đấy, đó. À, nội dung của một cái bài dạy nó là như vậy. Em chưa nào? Đấy, đúng. Cho nên là gì? Là chúng ta cần phải học đến đâu nó chắc đến đấy nhé. Đừng có bao giờ nghĩ rằng là thôi cái này để mai học nhé. Hôm nay phải học ngay. Bây giờ em tự đọc nào. Tự đọc từ trên xuống giúp thầy nào. Thầy sẽ nghe xem em đọc như nào nhé. Natasha, Natasha, это мой друг. Его зовут Иван. Очень приятно, Иван, кто вы по профессии? Я юрист, я работаю в банке. А где вы работаете? Я повар, я работаю в ресторане. Ресторане, да. Работаю в ресторане. Хорошо. А, так. Bây giờ thầy sẽ nói một câu nào. Natasha это мой друг, его зовут Иван. Очень приятно, Иван, кто вы по профессии? Профессии, да, да, кто на ночи вы, да? Кто вы по профессии? Кто вы по профессии? Я юрист, я работаю в банке. А где вы работаете? Я повар, я повар. Я работаю в ресторане. В ресторане. Я работаю в ресторане. Хорошо. А, ты без МС на чек, ты написал на. Наташа, это мой друг. Его зовут Иван. А, его зовут. Хм, как зовут, мы зовут. Зовут. Я, да? А, его зовут. Зовут. Чем он зей был вуд. Давай, на. Его зовут. Его зовут Иван. Иван. Я, да? Его зовут Иван. Хорошо. Очень приятно, Иван. Кто вы по профессии? Я юрист. Я работаю в банке. А где вы работаете? Так. А, я повар. Я работаю в ресторане. Хорошо. А, хорошо. Vậy thì, а, đó là bài đối thoại thứ nhất của chúng ta nhé. À, đọc nhiều lần này. Luyện viết lấy một lần này. Đấy. Хорошо. Chúng ta cùng xem đoạn đối thoại thứ hai nào. Trong đoạn đối thoại thứ hai này, à, chúng ta sẽ có động từ работать và учиться. Đấy. À, cô gái tên là Лена, anh chàng này tên là Сергей. Thế nào đấy? À, chúng ta đọc nào. Сергей đọc là y nhé. Сергей. 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 Да, вы переводчик. Вы переводчик. Вы переводчик. Đây là пири, không đọc пери. Вы переводчик. Вы переводчик. Вы переводчик. Нет, я не переводчик, я журналист. Нет, я не переводчик. Переводчик, я журналист. Ага. А где вы работаете? А где вы работаете? Я работаю в газете «Россия». Я работаю в газете «Россия». «Россия». Вы работаете или учитесь? А вы работаете или учитесь? Я не работаю, я студентка. Я не работаю, я студентка. А где вы учитесь? А где вы учитесь? Учитесь. Учитесь. Обзывай до нас. Учитесь. Ага, дуна. Trọng âm rơi vào đây, ta phải đọc nhấn mạnh vào nó đấy. À, где вы учитесь? Учитесь, да? Я учусь в университете. Я учусь в университете. Nói nào. Я учусь в университете. В университете. À, в универ. Thấy có âm R nhé. В университете. В университете. Người ta nói nè. В универси, в универси, в универси. Nói nguyên cái câu đó thế nào. В универси. В универси. Đúng rồi, đấy, nói 3-4 lần vào. В универси, в универси. Nói tiếp nào. В универси, в универси. В универси. Чечи. Чечи. Đấy, bây giờ nói được cả câu rồi nào. В универси чечи. Đó, thế như nào đấy. Muốn đọc được một câu dài, chúng ta nói nó thành từng phần.
nói thành từng phần trước đi. Có thể người ta nói từ sau đến trước, trước xuống sau, tùy. Chết chẻ chúng ta nói chết chẻ, chết chẻ, chết chẻ, si chết chẻ, si chết chẻ, si chết chẻ, việt si chết chẻ, việt si chết chẻ, universitet chẻ, thấy chưa nào? Đấy, đó cái cách người ta luyện như vậy nhé. Đó, cái gì cũng phải luyện tập chứ không phải tự dưng nói được đâu. Chúng ta có phải thần đồng đâu, thấy chưa nào? Đấy, tạc quật. Bây giờ mình sẽ đọc một câu, bạn đọc một câu nào. Sergey Vipirivochik. Нет, я не припочис. Я журналист. Я журналист. Я журналист. Так, а где вы работаете? Я работаю. Работаю в газете. В газете Россия. Россия. А вы работаете или учитесь? Я работаю. Я студентка. Trọng âm rơi vào đâu nào? Я студентка. Я работаю. Я студентка. Đúng rồi, thấy chưa nào? Đấy, trọng âm rơi vào ye chứ không phải là я студентка. Я студентка. Như thế nào? Đấy, nhớ như vậy nhé. Khi đọc cái chữ này chúng ta phải nhớ trọng âm nhé. Đó, chứ đừng có đọc trọng âm u này nhé. Như đầu tiên em đọc trọng âm u nhé. Đây đọc я студентка. Я студентка. Đấy. А где вы учитесь? Я учусь. Нет, я учусь. Я учусь. Нет, нет, я у. Наина. Я учусь. Я у. Я учусь. Наина. Я учусь. Чусь. Я в университете. В университете. Ага. Я учусь в университете. Я учусь в университете. Да? Да? Хорошо. Да? Так вот. Хорошо. Так вот. Thế vậy thì ở đây chúng ta thấy đó là đoạn đối thoại thứ hai của chúng ta nhé. Bây giờ chúng ta xem đoạn đối thoại tiếp theo với động từ uchitsa. Chúng ta rèn luyện động từ uchitsa. Động từ uchitsa. Uchitsa đây chỉ có nguyên động từ uchitsa thôi nhé. Đó, tạc bột. Đây chúng ta chia nào, chia cho nó vững nào. Ya uchus. Ya uchus. Chus từ uchitsa. Từ uchitsa. Uchitsa. On uchitsa. On uchitsa. Мы учимся. Мы учимся. Учимся. Вы учитесь. Вы учитесь. Вы учитесь. Они учатся. Они учатся. Учатся. Yeah, да? Они учатся. Хорошо. Bây giờ mình hỏi bạn trả lời nào. Cái này dễ rồi. Где ты учишься? Я учусь. Я учусь. Я учусь. В университете. Này, vẫn là biết rồi đấy. Đây rồi. В университете. Майна. Я учусь в университете. Сидите. Ага, в университете, да? А где учится твой брат? Мой брат учится. Учится в школе. В школе, ага. А где учится твоя подруга? Моя подруга учится в Москве. В Москве. В Москве. Хорошо, а где учится твой друг? Он учится. Учится. В Вьетнаме. Во Вьетнаме. Он учится во Вьетнаме. Хорошо, бы за эм хой, хотя лойна. Где ты учишься? Я учусь в университете. А где учится твой брат. Мой брат учится в школе. А где учится твоя подруга? Моя подруга учится в Москве. В Москве, хорошо. А где учится твой друг? Он учится во Вьетнаме. Он учится во Вьетнаме. Хорошо. Так вот. Thế vậy thì đây là phần bài luyện nói cho em nhé. Cố gắng nói nhé. Cứ đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại. Và khi đọc thì cố gắng uốn éo tròn vành rõ chữ như kiểu chúng ta hát đi đấy. Các em hát thì các em muốn hát cho nó hay, đúng không nào đấy? Muốn hát hay thì phải tròn môi vào, tròn miệng vào, tạo ra cái âm nó tròn rồi ngân nga, đúng không? Thế vậy thì chúng ta nói tiếng Nga cũng vậy. Chúng ta luyện nói chúng ta ngân nga, chúng ta đưa làm sao để đưa cái cảm xúc của chúng ta vào đấy. Где ты учишься? Я учусь в университете. Thấy chưa nào? Đấy, nói như vậy nhé. Đầu tiên cứ nói chậm rãi. Khi mà nói thuần thục rồi thì tự dưng nó khác nhanh lên. Đấy. Chưa học nói chậm đó đòi học nhanh. Thì làm sao mà chúng ta học được, đúng không? Đấy.
chúng ta cùng nhau xem đoạn đối thoại tiếp theo nào. Đã, em đọc theo thầy nào. Victor, это твои друзья. Victor, это твои друзья. Твои друзья. Друзья. Да, это мои друзья. Да, это мои. И друзья. 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 Это моя подруга Наташа. Это моя подруга. Подруга Наташа. Ага. По профессии она переводчик. По профессии она. Она переводчик. Переводчик. Она и работает в посольстве. И работает в посольстве. 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 А это мой друг Дима. А это мой друг Дима. Он почтальон и работает на почте. Он почтальон и работает на почте. А, чего надо, не надо. П-п-чта-лён. Почтальон. 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 Да, он почтальон и работает на почте. Он почтальон. Он почтальон и работает на почте. На почте. Да? Он почтальон и работает на почте. А, так вот, да? А, хорошо. А, так вот. Алтена, а где ты работаешь? А где ты работаешь? Я работаю в школе. Я работаю в школе. В школе. Да, дакла в школе, дакла в школе. В школе. Не надо, да? Так няньки на это в школе. Я работаю в школе. Я работаю в школе. В школе, да. Я работаю в школе. Хорошо. Беза, тайся, нам кауна. Виктор, это твои друзья? Да, это мои. Мои, да. Друзья. 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 Чем он зовет? Я. Мои друзья, 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 мои друзья. На, налай, на. Мои друзья. Это моя подруга Наташа. Подруга Наташа, да. По профессии она приповчис. Переводчик. 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 Она переводчик и работает в посольстве. Посольстве. В посольстве, да. А это мой друг Дима. Он почтальон. Почтальон. Он почтальон. Почтальон, да. И работаешь на почте. На почте, хорошо. А где ты работаешь? Я работаю в школе. В школе. А, thế bây giờ thầy sẽ đọc lại một lần nữa nào. Thầy đọc câu thứ nhất, em đọc tiếp câu thứ hai nào. Luyện nói nhé. Cố gắng luyện nói từng âm một nhé. Nói thật hay từng âm nhé. Victor, это твои друзья? Да, это мои. Nào, trọng âm rơi vào đâu nào? Trọng âm rơi ra đằng sau thì chúng ta phải được dru, dru, dru. Đừng có đọc được dru, nói là dru, dru. Nó rất là nhẹ nhàng thôi. Dru, dru. Zia, mai y, dru, zia, ta ta, ta ta, mai y, dru, zia, ta ta, ta ta. Thấy chưa nào? Đấy, nói như thế. Nào, mai y, dru, zia. Да, это мои друзья. Это моя подруга Наташа. По профессии она переводчик. Переводчик, да. И работает в посольстве. Посольстве. А это мой друг Зима. Он почтальон, да. И работает на почте. На почте. Он работает на почте. Хорошо. А где ты работаешь? Я работаю в школе. В
Cô à, thế bây giờ em nghe cái câu này em có hiểu không nào? Agitra bộ tay yes là người ta hỏi em đấy. Thì lúc đó cái đầu của em nó phải nghĩ về cái công việc mình đang làm ở đâu đấy. Agitra bộ tay yes. Đấy. Bây giờ đang đi ngoài đường có một anh chàng người Nga đến hoa làm quen anh nói chuyện Agitra bộ tay yes. Em nói sao? Yara bộ tay yêu. Scolie đấy, scolie. À nhưng mà ví dụ mình của em có công ty của em nói Yara bộ tay vợ gì nào? Công ty là gì? Firme, được rồi. Robot theo firme, thế nào? Đấy, хорошо. À, thế vậy thì chúng ta cứ thế mà nói thôi. Đấy, à, có phải không? Хорошо. Tiếp theo nào, à, chúng ta sẽ có đoạn đối thoại thứ tư nào. Đoạn đối thoại thứ tư của chúng ta. Đọc theo thầy nhé. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Давайте познакомимся. Давайте познакомимся. А, позна. À đây thế này đọc là pozna 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 po là p nhé p p zna thế nào pozna pozna давайте pozna давайте pozna pozna à đó pozna nói rất là nhẹ và bằng nhau bởi vì nó không có trọng âm như là đấy давайте познакомимся ком thì nói nhấn mạnh rồi давайте познаком pozna 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 познакомимся nói lại nào давайте давайте познакомимся. Đúng rồi, đây là mìm hẳn hoi nhé, mới mìm hình mìm nhé. Cô mìm, cô mìm, cô mìm xạ, cô mìm xạ. Давайте познакомимся, cô mìm xạ, nói nè. Давайте познакомимся. Đúng rồi, đấy, nói như thế mới là đúng bởi vì sao? Các em chỉ cần nói lệch âm một tí chút thôi là người ta nghe được ngay, được chưa? Đấy, mì nhá, đây là không đọc me nhá, đọc mi, me, mi, me, mi, 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 mi. Được chưa nào? Âm mi e đứng trước trong âm đọc là y, mì nhá ra vụt. Зовут меня зовут Борис. Nói nào. Меня зовут. 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 À, зовут. À, tại sao nói chữ tờ nốt đi? Mà để lửng lơ làm gì? Đấy. Зовут. Зовут. Меня зовут. Nói nào. Меня зовут. Меня зовут. Да. Меня зовут. Меня зовут. Меня зовут. Борис. Меня зовут. Đấy. Борис. Борис. Đấy. Âm O đứng đầu từ bị đọc là A, ta đọc là A, đứng đứng trước trọng âm đọc là A, cho nên là Bo đọc là Ba. Paris, Paris, như nào đấy? Paris, nó mình nhà ra vụt Paris, nói nào. Mình nhà ra vụt Paris. Paris, đấy. À, так вот. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. А меня Татьяна. А меня Татьяна. Ага, а меня Татьяна. Борис, кто вы по профессии? Борис, кто вы по профессии? Угу. Так, кто вы по профессии? Я врач, я работаю в больнице, а вы? Я работаю в больнице. Больнице. В больнице. Ага. Больнице. В больнице. 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 Я работаю в больнице. Да? Я работаю в больнице. Я работаю. А, хорошо. А вы? А вы? А я инженер. А я инженер. Я работаю на заводе. Я работаю на заводе. На заводе. Я работаю на заводе. Да? А, хорошо. А тебе это ты дал ты чин сунг на. Ты дал всем выдох на. Здравствуйте. Добрый день. Давайте познакомимся. Меня зовут Борис. Очень приятно. А меня Татьяна. Борис, кто вы по профессии? Я работаю в больнице. Полнице. А вы? А я инженер. 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 Нет, trọng âm rơi vào е. Инжи. À, nó không có trọng âm, cho nên đọc là инжи, инжи, инжи bằng nhau, đọc bằng nhau. Em đọc là инжи. À, инжи, инжи, инженер, инженер. 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 Да. Я работаю на заводе. Заводе. Đấy.
Đã không ở đây khi mà chúng ta lưu ý mà khi chúng ta đọc một cái chữ nào đó, đọc một cái từ nào đó đấy à đó à, chúng ta phải nhấn cái trọng âm của nó. Từ nào không trọng âm chúng ta đừng nhấn nó, chúng ta đọc nó bằng nhau thôi à, đúng là đấy diễn duy nhiên đấy bằng nhít sẽ vừa bằng vừa bằng vừa bằng vừa bằng nhít sẽ vừa bằng nhít sẽ đấy à, đã rabo ra cái âm ra rất nhẹ inji 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 rabo inji nier rabo tayu nó ra vô thì ra ra vô thì nó ra vô thì cái âm những cái âm mà không trọng âm em phải luyện đọc như này, em luyện đọc những âm không trọng âm em đọc nó rất ngắn và rất nhẹ thấy chưa nào đấy à, những cái âm mà nó không nó có hai âm đứng trước không có trọng âm này này thì em đọc rất dễ này pasna 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 komitsa đấy à pasna komimsa pasna komimsa thấy chưa đấy tạc quật đúng chưa luyện nói như thế nhé luyện nói chịu khó luyện nói nhé bây giờ thầy sẽ nói một câu là zdravstvuyte Добрый день. Давайте познакомимся. Мимся. Комимся. Меня зовут. Нет, зовут. Зовут. Меня та-та, та-та, ба. Та-та, та-та, та-та. Thấy chưa đấy? À, ba cái chữ này đều trọng âm dưới đằng sau. Та-та, та-та, та-та. Та-та, та-та, та-та. Меня зовут Борис. Меня зовут Борис. Thấy chưa nào? Đấy. À, đó. Đó, đúng như thế. Ta ta thấy chưa nói cái âm tà nó rất nhẹ ta 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 thấy chưa đấy ta quật Paris thấy chưa minya zavut Paris minya zavut Paris очень приятно а меня Татьяна Борис кто вы по профессии я прас я работаю я работаю в больнице в больнице а вы А вы? А я инженер, я работаю на заводе. Хорошо. À, rồi chúng ta đã luyện khá kỹ rồi. Chúng ta sang đoạn điện thoại thứ năm nào. Так, đọc theo thầy nào. Миша, можно вопрос? Миша, можно вопрос? À, bạn gái này hỏi bạn trai này, anh chàng tên là Миша đấy. Миша, можно вопрос? Миша hỏi cậu một câu được không? Можно вопрос? Пожалуйста. Пожалуйста. À, đấy trọng âm rơi vào đâu nào? Пожалуйста. Dạ đấy, пожалуйста. Твои братья работают или учатся? Твои братья. Братья работают или учатся? Учатся. 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 À, đấy trọng âm nhé. Em nói sai trọng âm cái là mình nghe thấy ngay. Thấy chưa nào? Đấy. À, cho nên chúng ta phải sửa ngay nhé. Мой брат Саша учится в школе, а мой брат Антон работает. Мой брат Саша учится в школе, а мой брат Антон работает. Работает, да. А где он работает? А где он работает? Он работает в магазине. Он продавец. Он работает. Он работает в магазине. Нет, trọng âm dưới răng sau. В магазине. Он работает в магазине. Он продавец. А, đấy là продавец. Продавец. Bằng nhau. Продавец. Он продавец. 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 Он продавец. Он продавец. 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 Việt. 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 À, con Việt. Việt. À, nhé. Nói ra từ con Việt. Xong rồi thêm chữ sờ làm sao? Việt. 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 Продавец. À, он продавец. Nói nào. Он продавец. À, nói cái tầm, pr nói ngắn đi nữa đi. Продавец. Продавец. Bởi vì sao nó không có trọng âm như thế nào đấy? Magazine. Продавец. Магазин. Продавец. Магазин. Продавец. Магазин. Инженер. Ресторан. 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 Đó, trọng âm nhé. Ресторан. Официант. Официант. Đấy, những cái từ đó đều là có hai âm tiết đứng trước không có trọng âm và âm tiết thứ ba mới có trọng âm. Thấy chưa nào? Đấy. À, chúng ta nhìn thấy này. Ta ta ta. Магазин. Магазин. Продавец. 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 Ресторан. Ресторан. Официант. Официант. Хорошо.
đọc đúng như vậy nhé. À, đọc lại theo thầy nào. Misha, можно вопрос? Misha, можно вопрос? Можно вопрос? Пожалуйста. Пожалуйста. À, đúng rồi, đấy nhấn trọng âm nhé. Пожалуйста. Твои братья работают или учатся? Твои братья. Братья работают или учатся? Мой брат Саша учится в школе. Мой брат Саша учится в школе. А мой брат Антон работает. А мой брат Антон. Антон работает. Работает. А где он работает? А где он работает? Он работает в магазине. Он работает в магазине. Магазине. А, đấy, nói trọng âm nào. Магазине. Он работает. Nào, nói lại câu này nào, để mình nghe trọng âm nào. Он работает. Он работает в магазине. Đúng rồi, thế nào? Đấy, phải luyện nói nhé, nó sẽ quen. Em luyện 5 lần, 10 lần nó sẽ quen. Lần sau em sẽ không nói sai nữa. À, đúng nào, đấy. À, в магазине, та-та-та, в магазине, в магазине. À, tiếp theo là он. Он продавец. Да, đấy, mà chẳng sai trọng âm rồi. Đấy. Он продавец. Продавец. Đấy. À, bây giờ mình sẽ phát âm là cái âm em nói sai nhé. Em nói là он продавец. Он продавец. Он продавец. Giờ đấy. Em nói pra. Prada. Prada. Đừng nói thế. Nói là Prada. 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 Đấy. À, như người ta nói được Prada rồi, em mới nói được pra. Prada. Được chưa? Đấy. Prada. Prada. Un Prada Việt. Un Prada Việt. Prada Việt. Được chưa? Cái âm ơ và cái âm a này nó rất là ngắn. Yeah. Người ta nói, tại sao người Nga này người ta nói rất nhanh? Bởi vì là những cái âm này người ta nói rất cực kỳ nhanh luôn. Prada Việt. Prada Việt. Yeah. Mình nói như thế bạn đã thấy là theo không kịp rồi. Đúng là đấy. Prada. 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 Un Prada Việt. Magazine. 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 Đấy. Đó. À, thế vậy thì người ta những cái âm mà không trọng âm này người ta nói cực kỳ nhanh, rất là ngắn đấy. Đó. Thế vậy thì chúng ta phải luyện theo như thế nhé. Đó, đúng không? Thì tốt sẽ là bộ thì magazine nhỉ? Nói nào. Thì tốt sẽ. Нет. 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 Нет, я работаю в ресторане. 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 В ресторане. Я. Ресторане. Я. Фаста. Фаста. Я. Афисан. 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 Нет. Нет. Không phải афи mà афисан. Афисан. Нет. Афисан. Sai giọng âm rồi. Та та. Та та. Афи. 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 Афисан. 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 Rồi đấy. Đấy. Та та та. Та та та. Афисан. Афисан. Я афисан. Я афисан. Я афисан. Đấy. Nó như vậy nhé. Я афисан. Я афисан. Nói lại nào. Я фисан. Я фисан. Та та та. Я фисан. Хорошо. Bây giờ em nói trước nào. Миша. Миша. Можно. Вопрос. 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 Миша. 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 Можно вопрос? Можно. Вопрос. А дай-ка мне здесь. Можно. Можно. Миша. Шашаня. Можно. 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 Миша, можно? Nói lại nào. Миша. Миша, можно? Cả hai âm này em đều nói sai nhé. Миша. Ша, ша. Ша. Tròn môi vào. Và uốn lưỡi lên. Миша. Миша. Можно. Можно. Можно вопрос? Nói nào. Вопрос. Миша. Можно. Вопрос. Вопрос. Пожалуйста. Твои. Нет, твои. Твои. Братья. Твои братья. Братья. Работают. Работают. Или учатся. Учатся. Мой брат. Мой брат Саша учится. Учится. В школе. В школе. В школе. А мой брат Антон. А мой брат Антон работает. Работает. Хорошо. А где он работает? А где он работает? А, em trả lời là он. Он работает в магазине. Магазине. Он продавец. Он продавец, хорошо. Ты тоже работаешь в магазине? Нет, я работаю в ресторане. В ресторане. Я. В ресторане. Я официант. Официант. Я официант, хорошо.
À, vẫn là nói sai rồi, vẫn là a phí rồi. A phí, a phí, A a phí phí. sao? A phí son, A phí ta ta sao? ta. A phí A phí sao? son, a phí son. Như là đấy. Хорошо. Em thấy rằng là cái phần nền tảng của chúng ta đã học khá kỹ rồi, cho nên chúng ta thấy đây chúng ta học là chúng ta phải học được nhanh. Nhưng mà em lại bị chậm, bởi vì sao? Là cái cách phát âm của em không bị không đúng. À, vì cái cách phát âm của em không đúng cho nên chúng ta học bị chậm đi rất nhiều. Đấy. À, đến những bài này là em phải đọc khá tốt rồi đấy. Đấy. À, thế vậy thì lý do tại sao nào là em chưa đọc kỹ, học kỹ những cái bài đã học rồi. Bây giờ thầy yêu cầu em là em phải xem lại các bài đã học rồi nhé. Đồng ý chưa? Nhé. À, xem lại video các bài đã học rồi, ôn lại kiến thức này, luyện phát âm thật tốt này, nhớ chưa? Đấy. Và đặc biệt là những âm có trọng âm nhé. Nghe những cái video đó và cố gắng nói lại theo nhé. Đồng ý không? Đấy. Và đặc biệt bài này em cũng cần phải nghe lại nhiều lần, cố gắng tập viết này. À, đúng không? Thế và luyện nói này. À, thì cảm ơn em và hẹn gặp em trong bài học tới. Спасибо, до свидания. Пока. Спасибо, пока. Пока, пока. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên. Bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.